6 mỹ nhân Hồng Kông có quá khứ đau thương, từng bị uy hiếp, hiện giờ có cuộc sống như thế nào? Thứ nhất, Thư Kỳ. Thư Kỳ gia nhập làng giải trí khi mới 17 tuổi. Kha Tuấn Hùng chiêu dụ Thư Kỳ đóng phim Linh Hồn và Dục Vọng với những cảnh dương chiếu táo bạo. Cũng chính Kha Tuấn Hùng đã nhẫn tâm chiếm đoạt và khống chế cô trong một thời gian dài. Muốn hủy hợp đồng, Thư Kỳ phải bồi thường 500 vạn đô la Hồng Kông ở thời điểm đó, tương đương là 14,5 tỷ đồng thời bấy giờ. May mắn đạo diễn Vương Tinh và Văn Truy nhờ được luật sư tư vấn, lúc ký hợp đồng Thư Kỳ vẫn chưa thành niên, hợp đồng khi ấy vô hiệu. Nhờ vậy họ không tốn một xu vẫn giải cứu thành công Thư Kỳ, đưa cô đến Hồng Kông. Khi dòng phim 18 cộng thoái trào, Thư Kỳ chuyển sang dòng phim chính thống và có được những thành công nhất định. Vượt qua được cái mác đóng phim 18 cộng trong quá khứ, Thư Kỳ hiện nay đã là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Bản thân cô cũng tìm được hạnh phúc riêng bên cạnh Phùng Đức Luân. Cả hai đã kết hôn và hiện đang có một gia đình hạnh phúc. Thứ hai, Lưu Cẩm Linh. Nàng A Châu trong Thiên Long Bát Bộ năm 1997 từng có những thành công huy hoàng trong sự nghiệp. Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng tắt lịm khi cô bị cưỡng bức và tống tiền. Khi thừa nhận bản thân là nạn nhân bị bọn xã hội đen cưỡng hiếp, thay vì được đồng cảm sâu sắc, Lưu Cẩm Linh lại nhận lấy sự lạnh lùng, khinh miệt và quay lưng từ nhà đài và cả dư luận. Thừa nhận rồi thì bị lạnh lùng, bị rẻ mặt, xăm soi quá khứ của phụ nữ vốn là bản tính của con người, Lưu Cẩm Linh ngậm ngùi kể lại. Lưu Cẩm Linh đã tuyên bố giải nghệ và chuyển sang làm nhân viên bán bảo hiểm để mưu sinh. Dù ở độ tuổi 50, cô vẫn phải bươn trải kiếm sống. Cuộc đời của cô đầy bi kịch và khiến nhiều người thương cảm. Thứ ba, Lưu Gia Linh. Lưu Gia Linh từng bị chuyện bị bọn xã hội đen bắt cóc, cưỡng hiếp, chụp cả ảnh khỏa thân mà tìm đến cái chết. May mắn thay lúc đó, cô có người thân và bạn trai ở bên cạnh. Sau 28 năm, vượt qua những ký ức đen tối, Lưu Gia Linh hiện tại không chỉ là minh tinh hàng đầu của điện ảnh mà còn là một doanh nhân sở hữu số tài sản khổng lồ. Hiện nay cô đã có được hạnh phúc mỹ mãn bên cạnh Lương Triều Vĩ, kết hôn đã lâu nhưng cả hai chẳng thiết tha mấy với chuyện con cái. Thứ tư, Thái Y Lâm. Giọng hát nội lực mạnh mẽ của sứ đài Thái Y Lâm cũng là một trong những nạn nhân có quá khứ đầy ám ảnh. Thái Y Lâm từng kể, ngay từ lúc còn là học sinh cấp 3, cô đã bị chính bạn trai của mình giở trò. Điều này từng khiến cô bị sốc đến mức phải nhập viện vì bị chấn thương tâm lý. Quá khứ tủi nhục này cô không muốn nhắc lại dù chỉ một lần. Vượt qua được nỗi đau tâm lý, Thái Y Lâm giờ đây đã trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu của châu Á. Sự nghiệp rực rỡ, song đường tình duyên của cô lại khá lất đận. Trải qua nhiều mối tình nhưng kết quả, Thái Y Lâm vẫn còn lẻ bóng đến tận bây giờ. Thứ năm, Thái Huệ Mẫn. Thái Huệ Mẫn là diễn viên xứ đài. Cô từng bị một tay anh chị lừa đến quán karaoke ở Đài Bắc và suýt chút nữa thôi là thành công khi muốn giở trò đối bại với cô. Thái Huệ Mẫn phải quỳ xuống van xin dù được tha nhưng cô vẫn phải chịu những trận đòn tới tấp và bị nhốt trong phòng kín. May mắn cuối cùng cô vẫn được một cô gái khác đến giải cứu. Hiện nay Thái Huệ Mẫn đã rút lui khỏi làng giải trí và sang Mỹ du học. Thứ sáu, Lam Khiết Anh. Lam Khiết Anh, ngọc nữ một thời của giới giải trí Hồng Kông cũng là nạn nhân bị xã hội đen nhúng chàm. Thậm chí cô còn bị đến hai tay xã hội đen uy hiếp. Sau biến cố quá lớn, Lam Khiết Anh bị sang chấn tâm lý, cô từng sống lang thang vật vờ ở vỉa hè. Có thể nói cuộc đời của Lam Khiết Anh là bi kịch nhất trong số các mỹ nhân từng bị bọn xã hội đen giở trò đối bại. Hiện nay cô thay đổi cả vóc dáng khi mập da, tóc hoa râm. Những người khác cho dù có rời khỏi làng giải trí, họ vẫn tìm được việc làm khác và có một cuộc sống khác. Lam Khiết Anh chẳng những bị ảnh hưởng tâm lý, hình ảnh bị bắt gặp ở ngoài đời của cô cũng khiến khán giả không khỏi xót xa. Có cùng bất hạnh, có cùng một nỗi nhục, nhưng không phải ai cũng có thể đứng lên và vượt qua được ký ức đen tối năm nào. Thế mới thấy, có người thân bên cạnh động viên an ủi chính là một trong những động lực khiến cho họ có thể đứng lên và làm lại từ đầu, quên bỏ quá khứ tăm tối kia.